Cô gái này là một sát thủ siêu đẳng, chỉ với một đường kiếm đã tiễn 10 kẻ địch đi ngắm gà khỏa thân, một mình có thể đấu với 700 người mà chẳng hề run sợ. Từng đường kiếm của cô nhanh đến nỗi kẻ địch không kịp phản ứng, cứ thế đánh đông dẹp tây mà chưa tìm ra đối thủ. Số người chết dưới lưỡi kiếm của cô còn nhiều hơn cả muỗi châu Phi. Vậy cô ta là ai mà lại mạnh đến vậy? Liệu rằng cô gái đó có tìm được một đối thủ xứng tầm? Câu chuyện thế nào thì hãy cùng Vua Phim tìm hiểu nhé. Tại một thế giới hiện đại năm 2076, phòng thí nghiệm của Mỹ cho tiến hành thử nghiệm một loại virus bí ẩn với mục đích tạo ra một bộ gen mới cho con người, nhưng không ngờ virus đó đã không may bị phát tán, tạo ra một thảm họa vô cùng nặng nề. Những người bị nhiễm sẽ bị nhiễm trùng máu, thời gian sống tối đa chỉ có 12 năm. Đổi lại, bọn họ có được khả năng nhanh nhẹn và vô cùng thông minh, cộng với việc có thêm răng nanh dài, người ta gọi nó là bệnh ma cà rồng. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính phủ đã cho những người nhiễm vào khu cách ly và tiến hành tiêu diệt những người đó, dần dần dẫn đến mối thâm thù giữa ma cà rồng và con người. Vào một hôm, 5 viên cầu sắt từ trên trời bay xuống, trực tiếp đập vỡ lớp thủy tinh của một phòng dự trữ máu. Từ 5 quả cầu lại biến thành 5 kẻ sát thủ, dễ dàng tiêu diệt những nhà khoa học trong phòng. Mục đích tấn công lần này sẽ là cho phát tán virus ma cà rồng vào tất cả số máu tại đây. Nhưng ngay sau đó, một tốp bảo vệ đã tràn vào căn phòng. Rất nhanh, 5 tên sát thủ đã bị tiêu diệt sạch. Ban đầu Violet vốn là một người hộ lý, nhưng không may người chồng bị bắt đi, rồi chính cô lại không may bị nhiễm bệnh và mất đi đứa con trong bụng. Từ đó Violet đã tham gia vào một tổ chức chống lại chính phủ, mà kẻ đứng đầu phía chính phủ là tên Desert. Lúc này hắn đã tìm ra được một loại vũ khí có thể tiêu diệt toàn bộ ma cà rồng chỉ trong vài ngày, giờ hắn chỉ ngồi chơi xơi nước đợi người vận chuyển mang nó về. Cùng lúc đó, một cô gái cưỡi mô tô đã đến phòng thí nghiệm, bước xuống xe cô tự nhận là người vận chuyển mật STD-154, nhưng muốn vào trong thì cô vẫn phải trải qua một bài kiểm tra quét cấu trúc toàn bộ khuôn mặt. Khi mọi thứ đều trùng khớp thì mới được thông qua. Tuy vậy thì vào bên trong cô vẫn phải trải qua một bài test khác. Chiếc ghế đa năng này có tác dụng phát hiện ra người đột biến, nếu như bị phát hiện thì sẽ ngay lập tức bị giết. Sau khi kiểm tra xong, cô phải bỏ tất cả trang phục và đi qua một máy quét khổng lồ để chắc chắn rằng trong người không có vũ khí nguy hiểm. Khi trải qua tất cả các bài kiểm tra, người giám sát nói với cô dù bất cứ giá nào cũng không được mở chiếc vali đựng vũ khí. Sau đó cô tiến vào một căn phòng, bên trong có một cánh cửa, muốn nó mở ra thì phải nhận dạng giọng nói. Đến cuối cùng thì cô cũng vào được phòng chứa vũ khí, bên trong bốn xung quanh là vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Ở đây một người tiến sĩ sẽ giao chiếc vali cho người vận chuyển, nhưng trong quá trình trao đổi tiến sĩ lại thấy cô gái này rất khác thường. Anh ta liên tục hỏi cô có ổn không và chưa có ý định đưa vali vũ khí. Đúng lúc này một cô gái khác cũng cưỡi mô tô đến phòng thí nghiệm. Bất ngờ hơn là cô ta cũng có biệt danh là STD-154. Khi nghe thấy thế, ngay lập tức lính canh giơ vũ khí và khống chế cô, đồng thời phát cảnh báo đột nhập. Trong phòng thí nghiệm, cô gái biết rằng thân phận đã bại lộ liền phản kháng. Rất nhanh cô đã đánh gục tiến sĩ và cướp được vali, nhưng đám vệ sĩ cũng ngay lập tức lao đến. Sau một màn đối đầu căng thẳng thì tất cả đám vệ sĩ này đều đã bị đánh gục. Đúng lúc này lại một đám khác từ ngoài lao vào, tuy vậy thì cũng không phải là đối thủ của cô gái. Vào đến đâu cô đánh cho sấp mặt đến đó, chẳng mấy chốc đám vệ sĩ đã nằm gục kín phòng. Cô gái sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc vali bước ra. Lúc này phía phòng thí nghiệm cũng đã tìm ra thân phận thật của cô, thì ra không ai khác, đây chính là Violet, người đã được phòng thí nghiệm bắt và nghiên cứu. Sau đó đã thoát ra, Violet lúc này cũng nói cho bọn họ biết sẽ quay lại và trả thù tất cả, đồng thời lấy ra hai khẩu súng để mở đường thoát ra. Với một thân thể phi thường của ma cà rồng, Violet dễ dàng đứng trên trần nhà và hạ gục tất cả đám vệ sĩ cầm súng, sau đó nhảy theo lỗ thoáng mà lên trên mái nhà. Ở đây đã có mấy chục tên đợi sẵn, nhưng Violet bảo bằng này vẫn còn quá ít. Với khả năng bắn súng siêu đẳng, chẳng mấy chốc mấy chục tên đã bị cô cho đi ngắm gà khỏa thân, sau đó nhảy từ trên xuống làm lõm cả đất. Ai ngờ lúc này một đám khác ập vào bao vây quanh người, tuy vậy thì Violet cũng chẳng sợ hãi, chỉ bằng một cái quay tay cả đám đã nằm rạp dưới đất. Rồi cứ thế Violet cưỡi mô tô rời đi. Lúc này cô nhận được mệnh lệnh từ tổ chức, bảo nếu không thể chạy thoát thì hãy tiêu hủy chiếc vali đó. Theo sau cô là rất nhiều xe bám đuổi, khiến Violet phải bật chức năng đặc biệt của chiếc xe, làm cho nó dễ dàng đi trên địa hình thẳng đứng. Mà khi lên được nóc tòa nhà đã có trực thăng đợi sẵn, nó không ngừng xả đạn nhưng bắn hết đạn vẫn không thể nào trúng được Violet. Đến lúc này cô mới bẻ lái quay xe, cứ thế phóng như bay thành công tiêu diệt mấy tên vệ sĩ trên máy bay. Cuối cùng thì Violet đã thành công trốn thoát. Cô đưa chiếc vali về cho người đứng đầu tổ chức tên Nova, hắn ta bảo cô hãy tiêu hủy chiếc vali đó, nhưng Violet đã không đồng ý và cứ thế cầm chiếc vali rời đi. Khi vào đến thang máy, Violet tò mò không biết bên trong là thứ gì, thế là cô mới liều mình mở chiếc vali ra.
Ai ngờ bên trong thế mà lại là một cậu bé, khiến cô đứng hình mất 5 giây, sau đó quyết định quay lại hỏi Nova cho ra nhẽ chuyện này. Cô nói đây không phải là vũ khí mà nó chỉ là một đứa bé. Lúc này Nova mới giải thích nó vừa là đứa bé vừa là vũ khí, vì trong máu của nó có kháng nguyên giết chết những người như bọn họ, nếu để nó phát tán ra không khí thì chẳng khác nào một bình thuốc diệt côn trùng. Thậm chí nó còn tự động tìm kiếm và tiêu diệt bọn họ. Nói xong anh ta cầm súng bắn chết thằng bé, nhưng Nova lại chẳng thể ngờ được đó chỉ là một hình chiếu, còn cậu bé kia đã được Violet dẫn đi. Lúc này Nova mới cho người đuổi theo hai người họ. Violet thì đã dẫn được cậu bé lên được tầng trên, mà trên này là địa bàn của hội áo vải, dưới sự cầm đầu của một tên người Hoa. Violet nói với hắn ta nếu để cho cô đi thì cô sẽ để cho bọn chúng sống, ai ngờ hắn lại không đồng ý. Đúng lúc này một tên đàn em nổ súng, nhưng với giác quan và sự nhanh nhạy của một ma cà rồng, Violet đã dễ dàng né được viên đạn. Bọn chúng thấy thế cũng liên tiếp nổ súng, nhưng không có một viên đạn nào đi trúng mục tiêu, cuối cùng là bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng ngay khi Violet kéo cậu bé chạy xuống phía dưới, thì Deceus đã cho người đuổi đến, hắn cho người bao vây toàn bộ tòa nhà, làm cho Violet phải trốn vào một chiếc xe. Ngay khi loạt đạn qua đi, cô bất ngờ nhấn ga phá tan vòng vây, hai người sau đó chạy được đến ga tàu điện ngầm và may mắn thoát được. Lúc này Violet mới nói với cậu bé, cô chỉ giúp cậu vì trong máu của cậu rất có thể sẽ chữa được bệnh cho cô, nếu như cậu trong khi chạy trốn mà dám chống cự, thì chắc chắn cô sẽ cho cậu đi ngắm gà khỏa thân. Ngay sau khi xuống tàu, Violet gọi điện nhờ một người tên Gat giúp đỡ, nhưng anh ta nói đã biết chuyện Violet phản bội tổ chức, vì thế đừng mang thằng bé đến chỗ anh ta, rồi cứ thế cúp máy. Mà khi để ý xung quanh, Violet phát hiện ra ở đây đã bị người của Deceus bao vây, cô biết rằng sẽ không thể chạy thoát được, thế là Violet lấy ra một kim tiêm, với ý định không đưa được thằng bé đi thì cô cũng phải có được máu của nó. Ai ngờ lúc này thằng bé đó nói nếu nó hét lên thì cả hai người sẽ chết, điều đó làm cho Violet không dám manh động và dẫn thằng bé theo đường hành lang mà thoát đi. Violet đưa thằng bé đến chỗ của Gat, cô nhờ anh ta kiểm tra xem máu của thằng bé này có chất gì, không thể nào từ chối vì anh biết từ chối thì chắc chắn sẽ chết. Còn lúc này tại căn cứ của hội ma cà rồng, Nova cùng đồng bọn bị Deceus cho quân tấn công. Ngay sau đó hai bên xảy ra một cuộc chiến, nhưng rất nhanh đám quân của Deceus đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại mình Deceus bị bốn người bao vây ngược lại. Tuy vậy thì hắn lại chẳng tỏ ra run sợ mà còn bình tĩnh uống cà phê, và đột nhiên Deceus bất ngờ ra tay giết chết ba tên, chỉ để lại mình Nova vì hắn vẫn có giá trị lợi dụng. Còn lúc này Gat cũng đã có kết quả xét nghiệm máu của cậu bé, bất ngờ nhất là kết quả cho thấy cậu bé không có kháng nguyên ma cà rồng, như vậy họ không thể nào tạo ra thuốc chữa bệnh ma cà rồng từ máu nó. Tệ hơn là Deceus đã gắn những thiết bị định vị siêu nhỏ trong máu cậu bé, điều đó khiến nó chỉ có thể sống tối đa 8 tiếng nữa. Biết được điều này, Violet lại lần nữa đưa cậu bé chạy trốn đến một trung tâm thương mại. Violet định vứt bỏ đứa bé sau khi để nó đi mua đồ ăn, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy lương tâm không cho phép mà chạy quay lại. Tuy vậy thì cô vẫn chậm một bước khi Nova đã bắt cậu bé đi. Lúc Violet đuổi đến, cậu bé đã bị treo trên dây, ra Nova đã đầu quân cho tên Deceus. Lúc này Violet cũng mới biết thứ trong người cậu bé là kháng nguyên có thể giết người. Cô muốn cứu cậu bé đó, liền rút dao chuẩn bị một trận sống chết. Lúc này tất cả đám đàn em của Nova cùng nhau lao lên, nhưng chỉ với một kiếm Violet đã cho bọn chúng chết cùng nhau. Thấy thế Nova cũng thả rơi cậu bé mà lao ra tấn công. Chỉ với vài chiêu Violet đã xử lý hắn gọn gàng, rồi nhanh chóng túm lấy sợi dây cứu cậu bé. Mà lúc này thời gian đã không còn nữa, để cứu được nó thì chỉ có Deceus. Thế là Violet liên lạc với ông ta. Deceus nói nó là một đứa con nhân tạo và nó là đứa thứ 6. Bây giờ nếu muốn nó sống thì hãy giao thằng bé ra. Rồi còn đe dọa nếu cô dám ra tay thì ông ta đang có 700 cận vệ luôn sẵn sàng tiếp đón Violet bất cứ lúc nào. Nhưng Violet lại chẳng ngán ai bao giờ, cô ngay lập tức lên đường đến nơi. Quả nhiên đúng như lời Deceus nói, hắn cùng cận vệ đã đợi sẵn. Violet vừa bước xuống xe đã đòi hắn ta đưa ra thuốc giải, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh nói chuyện. Hắn nói sẽ dùng cậu bé để đầu độc toàn bộ con người, sau đó nếu ai muốn sống thì sẽ phải mua thuốc giải từ hắn. Cứ như vậy chẳng mấy chốc Deceus sẽ thống trị cả thế giới. Nói xong hắn liền ra lệnh lính canh đồng loạt xả súng, làm chiếc ô tô đằng sau nát bét. Nhưng Violet lại chẳng mất sợi lông nào, thì ra đây chỉ là hình chiếu, còn cô lúc này đang tranh thủ ở bên cậu bé. Khi hết thời gian thằng bé liền ngã gục. Cùng lúc đó Deceus bám theo định vị cũng đã tìm được đến nơi, bọn chúng trực tiếp bắt cậu bé đi. Còn Violet thì bị Deceus tặng cho một viên đạn. Đến khi cô tỉnh lại thì đã ở trong phòng của Gat. Violet đã may mắn được anh đưa về cứu sống, rồi anh nói cho cô một tin, chính kháng nguyên ma cà rồng là thuốc giải cho cậu bé. Ngay khi lúc cậu bé chết, Violet đã khóc và rơi một giọt nước mắt vào mắt cậu ta. Thật bất ngờ là giọt nước mắt đó đã cứu được nó, vì thế Violet lại một lần nữa liều mình đi cứu thằng bé đó.
Violet lúc này đã như một con ác ma, đi tới đâu là có sát chết tới đấy, kẻ địch càng đông thì cô lại càng hăng máu. Sau một hồi chém giết thì quần áo Violet cũng biến thành màu đỏ, súng dài hết đạn thì rút súng ngắn, đến khi hết đạn thì lại rút dao, cuối cùng là 700 tên không còn một tên nào sống sót. Lúc này chỉ còn tên Daisus, bây giờ hắn mới lộ ra bản thân cũng là một ma cà rồng. Violet thì cũng chẳng thèm nhiều lời mà bắt đầu cuộc chiến. Sau vài chiêu thì cô chiếm được thế thượng phong, nhưng bất ngờ hắn đã tắt hết điện phòng, vì hắn ta đã biến đổi đến mức nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày. Ai ngờ đúng lúc này Violet ra tuyệt chiêu kiếm bốc cháy, từ đó đưa thế trận trở lại cân bằng. Chỉ trong vài chiêu, Daisus đã bị Violet chém chết, kết thúc một cuộc đời tàn ác của hắn. Còn Violet thì cũng thành công cứu được cậu bé, chính cô đã cho cậu bé đó tái sinh thêm một lần nữa. Phim đến đây cũng hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.